ẩn lớp chưa mở mà vào lớp được rồi, đừng nói gì nha. Thấy đã vào không được đâu, đi ra. Hello, hello teachers, how are you today? I'm tired. Yeah, I got late. Very itchy here, so it's not comfortable. And how about you? I'm wonderful. Okay, good. So today, okay, very good. So we of course gonna review what we learned in the previous lesson. So can you open the homework? Yes, I can. Đọc bài đầu luôn hả cô? Yes, so okay. Rồi, bạn đọc cho mình đoạn văn và chia động từ luôn nào. Last week, I and some of my classmates went to Jung's birthday party. We gave her a lot of presents, such as dolls, teddy bear, robot, and ball. The party started at 7 p.m. We sang the song Happy Birthday to You. We ate cake, sweat, and fruits. We drank free juice too. The party ended at 9 p.m. I liked the party very much. Bài tập về nhà của bạn sẽ mà 14 mà đúng không? Vâng. Yes. Ừ, thì cô bảo là viết một đoạn văn với cả làm bài tập mà. Đúng rồi, bạn đang đọc đoạn văn trước đúng không? Vâng. Ok. Rồi, thì đọc lại mình đang bình thường, bạn làm bài tập phía trước. Thì bạn đừng nhìn cũng thấy giống như mình đang băn khoăn ở kia lại nhá. Đọc lại bài này hả cô? Dạ. Last week, I and some of my classmates went to Jung's birthday party. We gave her a lot of presents, such as dolls, teddy bear, robot, and ball. The party started at 7 p.m. We sang the song Happy Birthday to You. We ate cake, sweet, and fruit. We drank reduced to the party ended at 9 p.m. I like the party very much. Okay, very good. Can we open the homework of number 14? Yes. Yeah. My journal by Samuel Bailey, December 22nd, 1621. Our first month here was very bad. My parents were very thin because there was no food. I was thin too. We were very scared. Yeah. In the summer, I often went to the river with my Native American friends. I was good at fishing. Then in the fall, we had a big Thanksgiving party. We ate food, good food, and said thank you to the Native Americans for their help. Rồi, một ngôn từ nhá. Thế là scare mà, scare. Thì scare bạn mình viết trong chatbot ấy.
scared. Scared. Mm-hmm. Not scared. No? Thứ hai là native. Native. Mm-hmm. Native. Okay, good. Very good. Okay, so we get back to our lesson today. So then we continue learn about party time. So we have, at first we're going to have a listening and read part. So at first we're going to read the paragraph, understand about the paragraph, and then we listen again to check how we pronounce. Đầu tiên mình sẽ đọc trước để hiểu đoạn văn, sau đó mình sẽ nghe lại một lần xem họ đọc như nào để xem mình có âm làm sao nhé. Vâng. Rồi, đầu tiên bạn đọc cho mình đoạn văn đầu tiên ạ. Vâng. In the fall of 1620, 102 settlers went from England to North America. Their ship's name was the Mayflower, cold and slowly. They didn't have any food. The sailors were hungry and scared. Scared. Wait, thì nhớ bạn đọc nhớ một câu nhé. Okay, the settlers first winter in the North American cũng đọc was very cold and snowy. Cứ đọc nhá, mình đọc mất một câu. Như là đọc đã bắt đầu từ đây thì mình vừa đọc ạ. Chỗ này mình bị thiếu. Đóng lại em cô. Ừ, cái đoạn kia mình thiếu một câu ấy. Bạn đọc cái đoạn thêm, đọc lại cái đoạn từ đoạn the settlers xong rồi. The settlers first winter in North America was very cold and snowy. They didn't have any food. The sailors were hungry and scared. In the spring, some Native Americans went to see the sailors. We can help you. They said, we are good for fishing and farming. The Native Americans touch the sailors about growing food in their country. In the fall, the seller said, we have a lot of food now. The seller and Native Americans had a special dinner and party. They ate a big meal mild, and the sailors said thank you to the Native Americans for all their help. This was the first Thanksgiving. Mm-hmm. Good. So there's some small mistakes in your pronunciation. Of course, you have settlers. Cũng nhiều nhá, làm rõ này. Settlers. Settler này là gì nhỉ? Nó biết nghĩa từ này. Cư dân ạ. Tưởng như là... Không phải là cư dân. Mà tưởng như là chiếc tàu. Người định cư ấy. Cư dân. Người định cư. Ok, rồi từ này đọc nhá. Ba lần sửa rồi. Scared, không phải scared. Scared. Scared nghĩa là gì nhỉ? Nó sợ. Sợ đúng không? Rồi, scared.
Native, nhưng không phải native, là native. 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 Yeah, good. Native. Từ này là state, không phải là state. 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 Đúng không? Không phải là state, state. No, special. Special. Special là gì nhỉ? Nghĩa là đặc biệt. Đặc biệt, yeah. Rồi từ new. Là thịt new. New là bữa ăn nhá, là thịt meat, là thịt meal. Meal. Nhớ âm L của như meal. Meal. Okay. And then can you translate this Z power into given? Yeah. Vào năm 1620. Cô là một cô ấy năm không? Four là gì nhỉ? Four. Nghĩa em dịch ra là rơi ạ. Là gì? Là ngã hoặc là rơi. Four này là một mùa thu. Bằng mình nghĩa autumn. Nó nghĩa là mùa thu nhá. Vâng. Là mùa thu năm 1620. Vâng. Và mùa thu năm 1620, 102 người định cư đến từ nước Anh. Là từ nước Anh đến. Từ nước Anh đến miền Bắc của nước Mỹ. Họ đã đặt tên cho con thuyền của họ là Hoa Tháng. Không phải là họ đặt tên không? Their ship, tàu của họ có tên là. Tàu của họ tên đã tên là Hoa Tháng. Những người đi Mayflower. Mayflower. Tên riêng thì không cần thiết phải dịch ra. Mà tên là Mayflower, tên riêng thì mình biết hoa mà. Những người định cư mùa đông đầu tiên ở miền Bắc của nước Mỹ đã rất lạnh và có nhiều tuyết. Như là mùa đông đầu tiên của những cái người định cư này thì là ở nước Mỹ thì là rất là lạnh và nhiều tuyết. Họ đã không có nhiều thức ăn. Những người định cư đã rất đói và sợ. Vào mùa xuân, một vài người thổ dân ở nước Mỹ đã tới. Native Americans là những người gốc Mỹ, gốc Mỹ. Những người gốc Mỹ đã đến và nhìn những người định cư. Chúng tôi có thể giúp bạn. Họ nói chúng tôi ổn cho việc đánh bắt cá và nghề lông trại. Những người gốc Mỹ dạy những người định cư về growing. Như là kiểu như là trồng trọt ấy. Trồng trọt cho đất nước của họ. Dạy họ trồng trọt thức ăn ở vùng nông thôn của họ. Không phải vùng nông thôn mà their country. Country ngoài cái nghĩa là countryside, country có nghĩa là kiểu làng quê và nghĩa là đất nước. Thì đây là đất nước của họ. Yeah. Mình dịch nhanh nào, mình không có nhiều thời gian đâu. Những người định cư nói chúng tôi có rất nhiều thức ăn bây giờ. Những người định cư và gốc người gốc Mỹ có một bữa trưa đặc biệt. Dạ. Và gốc bữa tiệc họ ăn một bữa lớn và những người định cư nói cảm ơn.
những người gốc Mỹ đã giúp họ. Đây là một lời cảm ơn, đã là một lời cảm ơn đầu tiên. This was the first Thanksgiving. Thanksgiving là lễ tạ ơn nhé. Thanksgiving. Tạ ơn. Đó, quên rồi, mình nghe nhanh lại không họ. Track B27, page 77, activity 15. Listen and read. In the fall of 1620, 102 settlers went from England to North America. Their ship's name was the Mayflower. The settlers' first winter in North America was very cold and snowy. They didn't the have any food. The settlers were hungry and scared. Some Native Americans went to see the settlers. We can help you. We're good at fishing and farming. The Native Americans taught the settlers about growing food in their country. In the fall, the settlers said, We have a lot of food now. The settlers and Native Americans had a special dinner and party. And the settlers said thank you to the Native Americans for all their help. This was the first Thanksgiving. Part the circles two or four, then correct the first statement. Go back to me. Các bạn này là two hay four? Two. The first one. Two. Yeah. Now two. Four. The center were from the holes. Force. Two. Two, yeah. Force, yeah. Two. Two, that is it. Okay, who said it? Rồi bạn đọc cho mình lên và nói xem là the first one, cái màu hồng này là ai nói nè. We can help you. Là Native Americans. To thank you. Sellers. Three, we are good at fishing and farming. Sellers. Seven. You sure? Yeah. Next one. Okay. The next part is our listening. Listen and check things that were on the Mayflower. Bây giờ mình sẽ xem nhá bạn. Trước khi mình nghe, bạn nhìn qua cho mình xem trong đây có những cái item gì, có những con vật, người hay đồ vật gì. Sau đó mình sẽ nghe xem là things that were on the Mayflower. Cái mà đã có gì? Con tàu ạ. Track 44, page 63, activity 15. Listen and check the things that were on the Mayflower. There was a doctor on the Mayflower. His name was Dr. Fuller. There were some hens and pigs, but they were the only animals. There were some books, and there were some hats and clothes for the cold winters in America. A doctor has pigs, books, hat, and clothes. Hat and clothes, that is it.
The next part is a mình sẽ chọn, mình sẽ chia được từ những câu này. Thì bạn nào bạn ban lên và chia được từ cho mình. Our first month here was very bad. Được. Từ worst này là chia được từ worst là số ít hay số nhiều nhỉ? Số ít ạ, worst. You sure? Yeah, worst. Ở đây nói là our first month here. Những cái tháng đầu tiên của chúng tôi nghĩa rất là tồi tệ, phải là war chứ không phải là worst. Wow, vì họ first ok là đầu tiên, nhưng mà đây là những tháng đầu tiên là nhiều war nhé. Yeah. Wow. Ok, next one. My parents were very thin because there was low food. Because. Mm-hmm. I was thin too. We were very scared. In the summer, I often went to the river with my Native American friends. I was good at fishing. Then in the fall, we had a big Thanksgiving party. We ate good food and said thank you to the Native Americans for their help. Native. Mm-hmm. Okay, so the last part, here we have some phrase in the box. Đây mình có số số những cụm từ trong cái hộp này. Ví dụ là songs and games, 50 settlers, meat, fish from the river, vegetables from our farm. The reason is why the end of summer journal in activity farm. Và đây là một số những lực đầu tiên họ mình gợi ý này. At the party, there were 90 Native Americans. Bây giờ bạn viết tiếp đoạn văn này cho mình và sử dụng những cái từ gợi ý ở trong cái hộp này. Wow. Yeah. At the party, there were like 90 Native Americans and 50 sailors. We ate meat, fish from the rivers, and vegetables from our farm. Vẫn còn thiếu. Songs and games. À. At the end, we song and play games. I like the party very much. Mình vừa nói là I song and play games. Cái gì song? Tôi hát, những bài hát. Để tôi như là I. Song là danh từ nhá. Thì ở đây mình thiếu một động từ. À, I sang the songs. I sang songs and played games. Game of games. It doesn't matter. Go up. Okay, go đọc lại mình câu nhé. Cả lại văn, cả đoạn văn. Đọc lại cả lại văn. At the party, there were 90 Native Americans and 50 sailors. We ate meat, fish from the river, and vegetables from our farm. At the end, we sang the songs and played games. I like the party very much. I like. Oh my god, I like the party very much. Very good. Lord. Okay, so can you tell me what we learned today?
What belongs to that? What do you mean, that would be? We learn. About the sellers. We learned about the story. Learn the story about settlers when they were in the North America, right? Yeah. Yes. Rồi, về nhà làm bài tập cho mình nhá. Bây giờ bạn có câu hỏi không ạ? Không ạ. Okay. Rồi, trong quá trình học như này thì bạn có thấy là muốn là mình tăng phần gì hay giảm phần gì các bạn không? Bạn cảm thấy bạn yếu phần nào với bản thân mình muốn là học cải thiện phần nào? Nên mình thấy bạn học khá là tốt nghe. Chắc bạn chuẩn bị bài ở nhà khá kỹ đúng không? Vâng. Nên là nghe ý, tốt. Bạn có muốn mình cải thiện phần nào không? Không ạ. Rồi, ok. Cũng cứ về nhà là chung để tập về nhà nhá. Vâng. Ok, thank you. Bye. Bye. Đúng hơn 25 phút mà. 25 đâu mà 25. Em nhìn ở trên đoạn này em nhìn đúng hơn 25 phút. 29. Con không nghĩ là con không có một cái gì để con hỏi luôn.